Mời quý vị và các bạn cùng ngược dòng lịch sử thăm lại Sài Gòn xưa qua những bức ảnh cực hiếm được chụp vào giai đoạn khoảng từ những năm cuối thế kỷ 19 đến trước năm 1975. Hình ảnh chợ Bến Thành cũ được chụp vào cuối thế kỷ 19 trên đại lộ China, nay là đường Nguyễn Huệ. Lúc này, kinh lắp, tức kinh China đã bị lắp vào năm 1887 và thay vào bằng đường rầy xe điện. Xa xa là tòa nhà trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Mặt sau của chợ Bến Thành cũ trên một góc đường, nay là đường Hồ Tùng Mậu, được chụp năm 1908. Lúc này chợ có tên là chợ Sài Gòn hay chợ China, chợ Vải, v.v. Và vài năm sau đó, chợ bị tháo dỡ sau gần 50 năm hoạt động, từ năm 1860 để chuẩn bị di dời về vị trí chợ Bến Thành hiện nay. Đây là hình ảnh được chụp vào năm 1920, chợ đã được di dời từ đại lộ China về vị trí như ngày nay và được gọi là chợ Trung Tâm hay chợ Quách Thị Trang, nhưng chợ chưa bao giờ được gắn biển tên. Còn đây là chợ Bến Thành chụp năm 1965, trước cổng chợ được gắn biển tên chợ là Quách Thị Trang. Có vài nguồn sử liệu nói rằng tên chợ Bến Thành đã có từ trước đó. Người Sài Gòn gia định đã gọi chợ cũ trên đường Nguyễn Huệ đến ngôi chợ mới hiện nay mà chúng ta biết với tên gọi là chợ Bến Thành, và tên gọi đó đi vào ca dao hẳn hoi. Cụ thể, năm 1904, Sài Gòn gặp một cơn bão Nam Thịnh rất lớn, chết hàng ngàn người. Đây là nguồn gốc câu nói Nam Thịnh bão lụt mà người Nam Bộ hay nhắc, và ca dao xưa đã gọi tên chợ Bến Thành chỉ ngôi chợ trên đường China. Bến Thành nóc chợ cũng bay, đèn khí nó ngã nằm ngay cùng đường. Rời chợ Bến Thành, mời quý vị dạo quanh những địa điểm khác của Sài Gòn xưa. Đây là hình ảnh Dinh Độc Lập năm 1875, lúc mới hoàn thành xây dựng, và lúc này gọi là Dinh Thống Đốc Nam Kỳ. Dinh Độc Lập xưa chụp từ trên cao năm 1955. Hình được chụp từ tháng 10 năm 1945 là trụ sở của Sở Hỏa Xa xây dựng từ năm 1914, cùng thời gian xây dựng với chợ Bến Thành, tọa lạc ở một góc đường, nay là đường Hàm Nghi và công trường Quách Thị Trang cũ. Đối diện là nhà ga xe lửa, đã được khởi công năm 1881 và hoàn thành năm 1885, là nhà ga đầu tiên trên tuyến đường xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho. Hình ảnh xe có mui lợp bằng lá dừa trên đường phố Sài Gòn những năm 1950. Đây là trạm xe lửa ở đường Bến Bạch Đằng thập niên 1920, nay là đường Tôn Đức Thắng. Quý vị đang xem là hình ảnh giao lộ giữa đường Hàm Nghi và Bến Bạch Đằng, nay là đường Tôn Đức Thắng. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, đó là câu hát nổi tiếng trong ca khúc Sài Gòn của nhạc sĩ Y Vân. Và cho dù bài hát này không nhắc đến tên bến cụ thể nào, nhưng người ta vẫn luôn cho rằng đó chính là Bến Bạch Đằng, bến sông đẹp nhất của Sài Gòn xưa. Hình ảnh đường Hai Bà Trưng, đoạn gần công trường Lam Sơn, chụp năm 1969. Bên tay phải là nhà máy chế biến nhà phiến cũ từ thời Pháp. Đến nay, kiến trúc nơi này vẫn còn giữ lại một phần nào như chiếc cổng vào nhà máy kia. Bên trái là góc đường đi vào công trường Lam Sơn, nhà hát thành phố. Ngày nay, vị trí này là khách sạn Park Hyatt. Tên đường Hai Bà Trưng có từ năm 1955 đến nay, nối dài từ cầu Kiệu, Tân Định đến công trường Lam Sơn, Bến Bạch Đằng. Đây là tòa nhà của La Maison, chụp năm 1953, một công ty chuyên sản xuất thiết bị cơ khí. Ngày nay, nơi này là ngân hàng Vietcombank, ngay góc đường giữa đại lộ Võ Văn Kiệt và đường Pasteur. Đại lộ Võ Văn Kiệt trước đây là đường Bến Chương Dương. Một góc đường Nguyễn Thiếp và đường Tự Do, ảnh được chụp năm 1965. Ngày nay, đường tên Nguyễn Thiếp đã thành Nguyễn Thiệp, còn đường Tự Do đổi tên lại thành đường Đồng Khởi, thuộc khu vực phường Bến Nghé, quận 1. Một góc nhìn từ ngã ba đường Nguyễn Thiếp với đường Tự Do hướng về đường Nguyễn Huệ hay phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày nay. Thời Pháp, đây là ngã ba Catinat và Carapelli. Đến năm 1955, tên đường đổi thành Tự Do và Nguyễn Thiếp. Sau năm 1975 đến nay, ngã ba này đổi thành Đồng Khởi, Nguyễn Thiệp. Con đường Nguyễn Thiệp là một trong những con đường ngắn nhất Sài Gòn, nối Đồng Khởi với Nguyễn Huệ.
góc nhìn từ ngã ba Nguyễn Thiệp, Đồng Khởi về hướng nhà hát thành phố và khách sạn Continental Palace năm 1966. So sánh hình ảnh xưa và nay của Continental Palace cho thấy kiến trúc nơi đây vẫn giữ nguyên cho đến ngày nay. Một góc đường Hai Bà Trưng năm 1970. Một góc chợ Bến Thành tấp nập mua sắm Tết năm 1965. Hình ảnh cắt tóc vỉa hè ở Sài Gòn năm 1966, khoảnh khắc yên bình khó thấy ở thời điểm bây giờ. Những tiệm cắt tóc vỉa hè giản dị cùng với cây gương và một thợ cắt tóc lành nghề. Một đoạn đường của đại lộ Hàm Nghi năm 1965. Đại lộ Nguyễn Huệ, nhìn về phía xa là tòa Đô Chánh, ngày nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh được chụp vào những năm 1960. Phía trước tòa Đô Chánh là công viên Đống Đa, có tượng đài Tổ quốc không gian. Ngày nay nơi này là tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những đứa trẻ Sài Gòn năm xưa tắm ở hồ của đài phun nước ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Nơi đây sau này có trồng những cây liễu nên người dân quen gọi là bùng binh cây liễu. Đến khi đường Nguyễn Huệ trở thành phố đi bộ thì bùng binh cây liễu không còn. Năm 2022, để phân luồng giao thông thuận tiện hơn, nơi đây lại hình thành một bùng binh, nơi giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi. Công trường Mê Linh nhìn về hướng sông Sài Gòn và bến Bạch Đằng năm 1964. Bưu điện Sài Gòn, nay là bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, nơi đây vẫn được giữ nguyên kiến trúc cho đến ngày nay. Địa điểm này hiện nay thu hút rất nhiều khách du lịch tới tham quan và là một trong những biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh thiếu nữ Sài Gòn trong tà áo dài thước tha. Đại lộ Lê Lợi năm 1962. Một góc khác của đại lộ Lê Lợi năm 1962. Đây là giao lộ giữa đường Bến Bạch Đằng và đường Tự Do, nay là đường Tôn Đức Thắng và đường Đồng Khởi. Và một số hình ảnh khác của Sài Gòn xưa.